Thì clip hôm nay mình sẽ nói về một cái số cái vấn đề về cái biến áp của Amply nha các bạn. Thì vấn đề này chắc có thể nhiều bạn ít quan tâm tới nha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn cái biến áp cho phù hợp nha các bạn. Thì chúng ta lựa chọn biến áp thì nó cũng chỉ có vài tiêu chí sau đây thôi. Tiêu chí thứ nhất đó là cái nguồn nha các bạn. Thì này biến áp là lấy ví dụ thôi nha các bạn. Cái biến áp này nằm trong xấp hơi. Cho nên nó chỉ có một cái nguồn chính thôi. Và khi các bạn lựa chọn biến áp ấy, các bạn phải cần quan tâm đến là cái nguồn nguồn đầu ra nha các bạn. Nhưng mà cây trong cái biến áp Amply á thì nó đa số nó sẽ có nguồn như sau. Một nguồn chính nó từ 35 cho đến 90 V tùy cái biến áp và tùy theo cái số vôn mà các bạn mua nha. Cái thứ hai là nguồn phụ các bạn. Nguồn phụ thì nó khoảng tầm 15 AC đôi nha, 15 V đôi để cho nó cấp cho dàn ghế các bạn. Thì với lại một nguồn nữa các bạn, nhiều cái Amply nó xài cái đèn led mà cái loại mà led kiến á các bạn, thì nó cần thêm là hai mức nguồn nữa nha. Thứ nhất là mức nguồn khoảng 5 V các bạn AC, và mức nguồn thứ hai là khoảng tầm 23 V AC các bạn đấy. Và nhiều biến áp á, thì hiện tại mới lên đây á, thì người ta có quấn thêm một mức nguồn nữa, tức là mức nguồn 12 V các bạn, để cho cấp cho cái quạt á, tránh tình trạng mình gắn vào Amply nó ù các bạn. Đấy đấy về vấn đề cái mức nguồn nha. Và cái vấn đề thứ hai á, là cái dây nha các bạn. Khi mà các bạn mua cái biến áp á, thì các bạn cần hỏi người bán xem là cái dây đồng hay dây nhôm nha. Thì cái dây dù cái hiệu suất của dây đồng dây nhôm á thì nó cũng hoàn toàn giống nhau nha các bạn. Thậm chí dây nhôm nó có một phần nó nhỉnh hơn dây đồng nha. Nhưng mà cái biến áp dây nhôm các bạn dùng nó rất là dễ cháy. Tại vì khi hoạt động nó rất là nóng, nó nóng hơn dây đồng cho nên nó rất là dễ cháy, và các bạn dùng lâu nó sẽ mục, nó mục, cho nên người ta ít dùng biến áp nhôm, nó không có bền. Và đa số cái biến áp nhôm đều rẻ biến áp đồng nha. Đó là về chất liệu dây. Còn cái thứ ba là nó sẽ về cái kích thước nha các bạn. Ở nhầm, gọi là chủng loại nha các bạn. Thì đây là biến áp vuông nha các bạn nhìn thấy hình vuông nha. Và các bạn loại nó là biến áp xuyến nha các bạn. Thì thông thường á, thì cùng cái mức độ ampe á, thì cái biến áp xuyến á, cái nó sẽ cho cái hiệu năng các bạn nó cao hơn cái biến áp sắt nha. Thì cái vấn đề này thì nó nếu mà cùng 15 A thì tại sao mà biến áp xuyến nó lại cao hơn, là tại vì biến áp xét biến áp xuyến các bạn ít nó ít tụ áp hơn nha, ít tụ áp hơn biến áp vuông này, cho nên là nó sẽ có hiệu suất cao hơn. Và cái cuối cùng là cái công suất các bạn. Cái công suất cái này đặc biệt quan trọng nha. Ví dụ các bạn cái mạch công suất các bạn cần tổng tổng là 1000 W đi, thì mình sẽ cần cái biến áp khoảng tầm 15 A trở lên nha các bạn. Thì tính công suất á, thì đa số cái biến áp đều có người bán đều cung cấp cho bạn cái ampe nha và cái số áp. Thì mình tính cái công suất này mình tính tên cái số cái nguồn chính nha các bạn. Đấy, các bạn tính tên nguồn chính. Thì ví dụ như cái biến áp này đi là nó sẽ là ví dụ nha, 35 V đôi. Thì các bạn biết là V đôi nó là hai nguồn nha các bạn. 035 035. Thì mình lấy hai cái nguồn mình cộng lại với nhau là ra 70 nha các bạn. Và các bạn lấy 70. Lấy 70 nha. Các bạn nhân cho. Bạn nhân cho cái số ampe mà cái người bán người ta cung cấp cho các bạn. Ví dụ như mình cái biến áp là 15 ampe nha. Mình sẽ nhân cho 15. Thì nó ra sẽ ra tổng công suất là 1050 W nha. Đấy. Thì các bạn chỉ được dùng cái bọt công suất mình đó là nó ở dưới cái tổng số W này nha các bạn. Tổng số công suất nó như thế này. Còn ví dụ như mà biến áp thông thông dụng thị trường hiện tại biến áp 25 á thì nó vào khoảng tầm 45 V đôi các bạn. Mà 45 V đôi á, thì mình nhân 2 lên thì nó khoảng tầm 90. Mà 90 mình nhân cho nó 25 các bạn. 25 25 nha, 25 25 A các bạn. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2250 W nha. Đấy, thì cái này cách này mình hướng dẫn các bạn tính cái công suất cho phù hợp với cái bo công suất mà các bạn đang chuẩn bị dùng nha. Thì các bạn lưu ý á, thì cái biến áp này nè các bạn, thì cái công suất nó cao, cái dòng nó cao các bạn, thì các bạn dùng cho cái bo công suất mà có cái công suất thấp được. Tại vì cái công suất nó chỉ ăn theo cái bo công suất mình thôi. Còn mà cái bo mà cái biến áp á, các bạn có cái dòng thấp á, thì khi mà các bạn dùng cho cái bo công suất cao á, thì nó sẽ không có tận dụng được cái bo công suất là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nó sẽ gây cháy biến áp nha, tại nó quá dòng trong thời gian dài nó nóng nó sẽ cháy nha các bạn. Thì clip này mình sẽ chỉ có một số lưu ý nhỏ dành cho các bạn thôi.
Thì các bạn có thắc mắc gì cứ để lại bình luận nha các bạn. Để mình kết thúc tại đây nha.